Dạ. Ở 13 tuổi chứ. Ở 32 năm. Ở 13 tuổi. À. Chú nói là chú bán hồi 13 tuổi. Đó. Và năm nay là chú 45 tuổi, được 45 tuổi rồi. 45 tuổi, năm nay là được 32 năm. Đó tôi thấy đó cho đã. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. À. Thì đang trên thành phố Vĩnh Long và trên đường quốc lộ như thế này. Hôm nay tình cờ trên cái đoạn đường đi về quê hương Đồng Tháp, Bùi Hồ có gặp một cái chú bán vé số với một cái gương mặt dị dạng nhìn rất là đáng thương của bác quý anh chị. Và hôm nay Bùi Hồ sẽ ghé ở đây để mua ủng hộ và tìm hiểu về cái hoàn cảnh đó chú. Dạ. Anh nhiêu tuổi? Dạ, bán vé số. Chị đâu có đường mua giúp vé số cho chú không? Dạ, chú bán đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu hả? Cho tiền tại cái tôi cho trong cái điện thoại á, ừ. Bán chạy nhiều không bán nhiều đó, bán số rồi. Nhà chú này ở đâu chị biết không? Ở phường 2 gì á? Phường 2 hả? Ừ, chú thấy chỗ này tối dài 8 giờ sáng tới 12 giờ. À, chú bán vé số từ 8 giờ sáng đến 12 giờ. Ngày bán 200 tờ. Ngày bán 200 tờ. Nhà ở đâu? Ở nhà tôi câu ấy, tao hỏi tôi nói nhà bán số gì chạy. Dạ. Tao hỏi tôi nữa là hỏi tôi bình tĩnh, tao nói tôi có nhà bán số gì chạy. Tại vì tao quen phi nhiều lắm. Rồi. Nó chụp mình quen phi chống bên chơi rồi đúng rồi. Thấy là ừ. Hỏi nữa rồi. Có nhà ở đâu này, chạy tôi hỏi bên chứ ai đâu có nhà đâu hỏi tôi nữa. Tao nói nè. Nói không nhà bán số gì chạy. Rồi. Nhiêu tuổi rồi? Chú mua rồi, chứ nó chạy á. Rồi, nó nói tôi chạy á. Tôi mua 200 cái chỗ đó, nó nói tôi chạy á. Tại vì trong cái tiếng nhiều lắm. Rồi, nó nước ngoài nó quay nữa. Rồi. Bao nhiêu tuổi? 45 tuổi. 45 tuổi. Chứ chẳng nghe tôi biết là đó, 45 tuổi. Đó, đó. Bán vé số lâu chưa? À, chú bán cho lâu chưa? Bây giờ mình phải giao tiếp với chú là phải viết bằng chữ. Cái bàn này gặp gần quá. Bán bao nhiêu tờ hả? Bán lâu chưa? Mà. Lâu chưa? Đừng có chạy. Dạ. Dạ tiếp với chú là phải sử dụng bằng cái cục phấn. Chưa có chạy. À, chú nói là chưa có vợ, 45 tuổi. Thường bán trên cái con đường này không chú? Bán ở đây không à? Tắm trên xã rồi nè. Rồi, chú bán đây là cái đồng hồ của chú treo nè. Chú bán từ 8 giờ sáng cho đến là 10 ba 8 giờ sáng cho đến là 10 12 giờ. Bán ở chỗ này. Đây là xe của chú. À, chiếc xe thành phố Vĩnh Long bán vé số đạp xe đạp. À, chiếc xe cũng rất là dị. Đây. Nói chung là nhìn dị lắm cô bác chị. Tu con rồi đi. Gương mặt rất là dị dạng. Có nhà nào là cái gì đây nè đó. À chú tên là
chú Hiền ở phường 1 thành phố Vĩnh Định Long có nhà đàng hoàng ở đường Lê Thị Hồng Gấm phường 2 thành phố Vĩnh Long. Chú sinh năm 1976 và năm nay chú 45 tuổi. Mọi giao tiếp của chú đều phải qua cái việc cho gạo. Chắc độc màu da cam. Chú bị chất độc màu da cam. Này ta cho gạo hả? Tại vì con bên kia nhiều lắm. Ở lúc mà cũng có rồi nữa. Ê này, quên. Chúng tôi cái gương mặt của chú thì to. Tôi không có nghe, tôi không có làm cái gì đâu. Chú mua chiếc số tôi cũng chịu nữa. Dạ? Ngày nào cũng bán ở đây. Ngày nào chú cũng bán ở đây từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa. Đã viết một cái chữ ra cho chú. Chú xong. Ba má chết hết rồi. Trời ơi. Đây, đây, em mua vé số. Dạ. Mua bao nhiêu tờ? Dạ, tờ. Một tờ ha. Dạ. Mình hỏi chú là giao tiếp với chú á là phải giao tiếp về cái bằng cách viết chữ. Mình hỏi là chú sống với ai thì chú nói là chú chỉ sống một mình nên ba mẹ đã mất hết rồi và hiện nay thì không có vợ con. Trên đường này là đường gì nha? Dạ, em biết hả? Dạ không. Em ở đây. Em học ở đây hả? Em dân ở đâu? Dạ, bên Tiền Giang. Bán vé số là chú phải viết chữ vô một cái đây này, bán vé số đó. Chú mọi giao tiếp của chú đều bằng phẳng, mua ủng hộ chú thì chú rất là cảm ơn. Người ta gọi chú là chú tên là chú người ta gọi là chú Ba Lép, cái tên ở trong giấy nhà cát. Còn tên mà mọi người ở đây gọi á gọi là chú Ba Lép. Mượn cục phấn cho con, mượn cục phấn. Dạ. Bán bán lâu chưa? Bán được bao lâu rồi? Bán 37 năm rồi. Bán được 37 năm rồi. Bán mới 13 tuổi. Dạ. Mới 32 năm. Chú nói là chú bán hồi 13 tuổi đó. Và năm nay là chú 45 tuổi. Được 45 tuổi rồi. 45 tuổi, năm nay là được 32 năm. Đó tôi thấy đó là nghe được vậy. Hay là đó chẳng cho đạp. Chẳng cho đạp với một con cặp rồi nè. Thì bá dụng như thì chẳng chú quay đi. Thì tôi hỏi chú nhà tôi. Ta nói đó là có nó nghe phải chú gì chạy. Thì chú chứ ở đâu đó. Chú như thì mới xe là mình xe đã ô quá, xe giàu quá,
chi rồi đó ơi. Cô ai cũng thế, cô đi chạy cô đò. Cô dưới đó tôi chạy ra. Ai tôi quay cái gì. Thôi con chào chú nha. Chào. Chào. Dạ. Rồi chúc con chúc chú sức khỏe. Con chúc sức khỏe. Khỏe mạnh. Dạ. Có ai cái này được.